Kính chào quý vị khách hàng đã đến với video của Daikon. Trong video giới thiệu ngày hôm nay, tôi sẽ thay mặt cho Daikon giới thiệu quý vị khách hàng. Đó chính là bình ắc quy axit trì khô 12V 9A của hãng Long với model đó chính là WP1236W nha quý vị. Thì cái bình này nó được sản xuất tại công ty trách nhiệm Lê Long Việt Nam. Công ty trách nhiệm Lê Long Việt Nam là một hãng vô cùng nổi tiếng này. Đấy, có nhà máy đặt tại khu công nghiệp Đức Mỹ Việt Nam. Công ty Lê Long thì cung cấp ắc quy ra thị trường với hai thương hiệu nổi tiếng mà ai cũng biết, chúng ta hay biết tới đó chính là Long và Lopi, cho các ứng dụng các nguồn dự phòng như UPS này, ắc quy chiếu sáng khẩn cấp, thiết bị viễn thông, an ninh xe điện này, y tế, năng lượng tái tạo như là điện gió, điện mặt trời và các thiết bị khác như máy cắt cỏ này, với cái quy mô vô cùng rộng này, từ cá nhân này dân dụng cho đến quy mô công nghiệp cỡ lớn thì đều có nhé. Với cái cấu tạo của ắc quy Long như các vị quan sát thấy trên màn hình đây, bình ắc quy Long này có một cái vỏ nhựa màu đen là vô cùng là hầm hố nhé. Đấy, nhựa này nhiều người ví von nó chính là nhựa chống cháy các bạn. Về các thông số UPS thì được in hai mặt trước sau của ắc quy. Mặt trước in các thông số tiêu chuẩn, mặt sau in các thông số của nhà sản xuất và các lưu ý khi anh em sử dụng ấy. Mặt trên thì sẽ có in mã QR của nhà sản xuất để khi mà anh em quét mã thì sẽ ra thông tin về cái xưởng sản xuất nha quý vị. Ngoài ra khi quý vị mua hàng thì sẽ có một cái tem từ đơn vị phân phối cho quý vị. Đấy. Cái đầu cực của ắc quy đó chính là kiểu F1. Hai đầu cực âm dương thì có thể quan sát thấy là đỏ và đen ở đây. Thì màu đỏ đó chính là cực dương, còn màu đen đó là cực âm. Có dấu hiệu cộng trừ, có một cái cộng, cái trừ ở đây nhá. Kiểu như hai cục pin này thì nó được cấu tạo đó là theo kiểu F1. Ngoài ra thì các thành phần khác ngoài vần vỏ và hai cực âm dương thì ở phía bên trong có công nghệ van kín khí, nên sẽ có van an toàn, có bản cực âm và bản cực dương, và có hai vách ngăn bản cực với dung dịch điện phân. Rồi sau đây tôi sẽ điểm qua lại về một thông số cơ bản của một bình ắc quy Long có thông số 12V 9A. Thứ nhất, về mã sản phẩm có nghĩa là WP thì có nghĩa nó là chúng ta có thể sử dụng cho các điện dân dụng khác nhau này. 9A đó chính là thời gian dung lượng xả của bình ắc quy, đó chính là 10 giờ. 12V là điện áp của bình ắc quy, ngoài ra thì có dung lượng xả đó là 9,12 A với thời gian xả là 5 giờ nha quý vị. Thì dòng sạc tối đa của bình ắc quy Long đó chính là 2,16A, nhưng nhà sản xuất thì khuyến khích nên chỉ nên sạc với đó là 0,72 A, thì tức là chỉ đến với gọi là 0,10% dung lượng tối đa để có thể sử dụng tối đa 30% dung lượng bình, tức là 0,72 nhân ampere nhân với 3 ra 2,16 ampere. Sạc sạch tối đa và kích thước ắc quy Long thì có chiều ngang đó là 151 mm, chiều sâu đó chính là 65 mm, chiều cao đó chính là 94 mm, tổng cộng cả chiều cao hai cực đó chính là 102 mm. Khối lượng của bình ắc quy Long đó chính là 2,4 kg. Thì bình này được sử dụng tuân thủ theo ISO 90001. Về ưu điểm của bình ắc quy Long thì các bạn có thể quan sát ưu điểm của ắc quy Long là độ xả thấp, có thể để chế độ chờ để đến 3 tháng. Còn nếu mà để lâu hơn ý, thì anh em nên sạc bổ sung nhé. Với dòng sạc vào khoảng tầm từ 1 đến 10 dung lượng bình, trong thời gian khoảng từ 3 đến 5 giờ sau 3 tháng thì ta nên sạc bổ sung một lần. Một độ năng lượng cao, không cần bảo dưỡng nhiều trong quá trình sử dụng. Không có nút châm nước hay mà ta chỉ việc sử dụng thôi. Sạc nhanh và thích ứng với nhiều loại tải khác nhau, nhiều loại ứng dụng. Chống axit tràn thông qua hệ thống van kín khí, giúp đảm bảo an toàn trong quá trình anh em vận chuyển này. Trong quá trình di chuyển, chúng ta có thể lắp đặt theo nhiều chiều khác nhau. Nhưng mà nhà sản xuất thì vẫn nên khuyến khích là chúng ta đặt đúng chiều. Nhưng mà trong những cái trường hợp bắt buộc gọi là phát sinh ý, thì chúng ta thì vẫn có thể đặt vào những chiều hướng khác nhau mà không cần phải
bắt buộc như nhà sản xuất nhé. Đấy. Một số lưu ý khi sạc thường ở mức là đó là 13,5 đến 13,8V, ngưỡng sạc tối đa là 14,4 đến 15V. Không nên sử dụng cạn kiệt bình dưới 10,8V. Sau khi sử dụng đến ngưỡng thì phải sạc ngay lại khoảng sau 24 giờ để tránh gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy, cơ số điện áp hay là hỏng hỏng đấy. Sạc với cái dòng quá lớn thì dễ gây cháy nổ nhé. Đấy, tôi cũng đã qua đi cái dòng sạc tối đa rồi đấy. Không nên lắp đặt trong các phòng kín khí hoàn toàn. Đầu cực thì phải được đấu nối với cái hai cái cốt, và kích thước cốt thì phải được siết chặt ra với tia lửa điện để tránh gây tia lửa điện đấy, chạm mạnh trong quá trình phát sinh lửa điện. Ứng dụng của ắc quy cho bộ lưu điện OPS gia đình này, cửa cuốn này, thang máy này, các thiết bị viễn thông, điều khiển thiết bị y tế, các hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, các thiết bị cho công nghiệp này, an ninh, xe điện, máy lăn, máy cắt cỏ, loa kéo, vân vân. Về bảo hành ắc quy thì sẽ được bảo hành từ 9 đến 6 tháng nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã gọi là theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay thì cho chính mình một like và một lượt đăng ký kênh. Và anh em có thể để lại bình luận về cái bộ ắc quy long này dưới phần bình luận nhé.